xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio cuối tập trước sau khi cơ gia đồng ý liên thủ với mặt gia tập kích hiên viên đế quốc thì ngay lập tức cường giả của hai gia tộc liền tiến đến hiên viên đế quốc ngay mà tần trần và phó càng khôn cũng ẩn mình trong đám cường giả của cơ gia để đi theo do thương thế còn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn dẫn tới việc phó càng khôn thu lại khí tức cũng không được thập phần hoàn mỹ nên liền bị mặt văn sơn để ý tới vì bản tính đa nghi của mình nên hắn liền quay sang hỏi cơ đức uy xem người này là ai tại sao hắn lại chưa từng gặp qua ở cơ gia bao giờ nghe mạc văn sơn hỏi vậy cờ đức uy thản nhiên nói hắn ta là một vị tộc lão của cơ gia ta tu vi chỉ là trung kỳ võ đế bình thường rất ít khi ra ngoài nên văn sơn huynh không nhận ra cũng phải thôi mạc văn sơn nghe vậy thì đương nhiên là không tin rồi nếu tu vi của người này chỉ là võ đế trung kỳ thì làm sao lại bị hắn để mắt tới được mặc dù nghĩ thế nhưng mạc văn sơn cũng không có nói ra vì hắn cho rằng người này tu vi cao nhất cũng chỉ là hậu kỳ võ đế là cùng đối với tu vi dạng này còn chưa đủ cho hắn để vào mắt sau một hồi phi hành thì cuối cùng cơ gia và mặt gia cũng đã đến gần được hiên viên đế quốc lúc này cơ đức uy đột nhiên mở miệng lên tiếng văn sơn huynh nghe nói lần này mặt gia chọn mục tiêu là phong hồi thành của hiên viên đế quốc thế nhưng theo ta thấy cho dù chúng ta có đem tòa thành trì này hủy diệt thì đối với hiên viên đế quốc cũng chỉ là một điểm tổn thương nhỏ mà thôi nếu như chúng ta quyết định đánh lén thì cũng chỉ có một cơ hội này không bằng hãy đổi mục tiêu sang thánh địa của hiên viên đế quốc thiên đế sơn theo ta được biết thì thiên đế sơn là nơi bồi dưỡng ra võ giả cho hiên viên đế quốc nếu như chúng ta có thể đem thiên đế sơn tiêu diệt thì chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của hiên viên đế quốc cả về phía mặt văn sơn nghe cờ đức uy muốn tấn công thiên đế sơn làm cho hắn không khỏi khiếp sợ đương nhiên hắn cũng biết là nếu tiêu diệt được thiên đế sơn thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với phong hồi thành rồi nhưng mà bảo địa như thiên đế sơn chắc chắn sẽ có đỉnh phong võ đế tỏa chứng nếu như chọn địa phương này tấn công một khi bị lưu lại thì sẽ hấp dẫn cường giả của đế quốc chạy tới đến lúc đó chỉ sợ bọn họ không có khả năng thoát ra được khỏi nơi này vừa nghĩ đến đây mạc văn sơn liền hiện lên một tia cảnh giác trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cơ gia có âm mưu gì trong chuyện này sao nhìn thấy mạc văn sơn trầm ngâm một hồi mà vẫn không lên tiếng nói lời nào như thế cơ đức uy cười nhạt lên tiếng nói thế nào văn sơn huynh chẳng lẽ là sợ sao mạc văn sơn nghe vậy thì biết cơ đức uy đang khích tướng thế nhưng cáo già như hắn thì làm sao có thể đơn giản như vậy mà trúng kế của đối phương được cười lạnh một tiếng hắn trầm giọng nói đương nhiên là ta không sợ thế nhưng lấy thực lực của hai nhà chúng ta một khi không công phá được thiên đế sơn lúc đấy viện trợ của hiên viên đế quốc tiến đến ngược lại chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm như biết trước mặt văn sơn sẽ nói thế cờ đức uy liền lên tiếng nói luôn cái này có gì đâu cho dù hai nhà chúng ta không thể tiêu diệt được thiên đế sơn thế nhưng chỉ cần đem thiên đế sơn phá hoại rồi cướp đoạt đi một ít tài nguyên trong đó như vậy đối với hiên viên đế quốc mà nói đã là một tổn thất to lớn rồi hơn nữa ở đây ta có một kế sách đó là hai nhà chúng ta phái ra cường giả trong bí mật đánh lén thiên đế sơn sau đó bỏ chạy mà cường giả thiên đế sơn bị chọc tức như thế tất nhiên sẽ xuất thủ truy kích đến khi đó hai nhà chúng ta thừa dịp thiên đế sơn không có cường giả trấn thủ trực tiếp xông vào cướp đoạt nghe được kế sách này ánh mắt mặt văn sơn đột nhiên sáng lên hiển nhiên hắn cũng nhận thấy đây chính là một kế sách hay thế nhưng điểm mấu chốt là ai là người chịu đi ra để thực hiện kế điều hổ ly sơn này thấy mặt văn sơn trầm ngâm không nói gì như thế cơ đức uy cũng biết được tên cáo già này đang nghĩ gì nên lại lần nữa lên tiếng như vậy đi vì lấy thành ý nên tất cả mọi chuyện đều nghe theo văn sơn huynh chỉ huy thế nhưng một khi đánh hạ được thiên đế sơn thì bảo vật trong đó cơ gia chúng ta phải được chia 6 phần 10. Nếu như Văn Sơn Huynh không đáp ứng điều kiện này, thì hai nhà chúng ta chia ra hành động, ai lấy được nhiều, ai lấy được ít, thì phải dựa vào bản lĩnh của người đó thôi. Nghe cờ Đức Uy nói vậy, mặt Văn Sơn chẳng những không có phản đối, mà còn vui mừng không thôi, tức khắc hắn liền cười rộ lên nói, ta sẽ đồng ý để cơ gia thu 6 phần 10 bảo vật, thế nhưng nếu có đỉnh phong võ đế xuất hiện, thì Đức Uy Huynh phải chịu trách nhiệm dẫn hắn đi đồng thời cơ như nguyệt và cơ hồng trần phải theo lão phu tấn công thiên đế sơn có như thế thì lão phu mới đồng ý với điều kiện này được đưa ra yêu cầu này hiển nhiên là mạc văn sơn muốn đem cơ như nguyệt và cơ hồng trần bắt làm con tin đến lúc đó hắn cũng không sợ cơ gia sẽ dở trò gì đối với mình về phía cơ đức uy nghe được yêu cầu đó hắn cũng không chút nghĩ ngợi gì mà sẵn khoái đáp ứng luôn thương lượng xong xuôi hai thế lực lặng yên thâm nhập hiên viên cảnh nội một đường tiến đến thiên đế sơn và sau thời gian 10 ngày di chuyển cuối cùng đám người cũng đến được thiên đế sơn phóng mắt nhìn ra thì nơi đây là một tòa núi cao không ngừng tản mắt ra khí thế bàn bạc làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông đứng ở phía xa nhìn lại cờ đức uy trầm giọng lên tiếng đã như vậy chúng ta còn chờ gì nữa việc cấp bách trước mắt là phải đem hộ sơn đại trận của thiên đế sơn phá vỡ dứt lời cờ đức uy liền quay sang mặt văn sơn nói tiếp văn sơn huynh trước đó trên đường đến đây ngươi có nói hộ sơn đại trận cứ giao cho mặt gia không biết bây giờ có cao kiến gì không nghe cờ đức uy nói vậy mạc văn sơn trực tiếp quét mắt nhìn về một vị khách khanh trưởng lão ở phía sau lên tiếng hồn thiên đại sư thiên đế sơn đại trận này như thế nào nghe ông tổ nhà họ mặc nói vậy người được gọi là hồn thiên đại sư kia liền tiến lên quan sát đại trận của thiên đế sơn sau một hồi thì lên tiếng nói phá vỡ hộ sơn đại trận này cũng không khó thế nhưng cũng cần phải một khoảng thời gian nếu như để một nhìn lão phu đi phá giải thì khoảng chừng cũng cần phải một ngày thời gian thế nhưng nếu có đế cấp trận pháp đại sư hỗ trợ thì có lẽ sẽ rút ngắn được một ít thời gian thấy thời gian phá trận lâu như vậy làm mặt văn sơn cũng cảm thấy lo lắng hắn chỉ sợ trong thời gian dài như vậy sẽ xảy ra biến cố gì đến lúc đó muốn rời khỏi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì trầm ngâm một hồi hắn liền quay sang cơ đức uy hỏi xem trong đội ngũ của cơ gia lần này có mang theo trận pháp đại sư hay không thế nhưng làm hắn bất ngờ là cơ đức uy lại nói lần này đi theo cơ gia đến đây có hai trận pháp đại sư điều này làm cho mặt văn sơn liền trở nên mộng bức bởi vì đây chỉ là hắn thuận miệng hỏi mà thôi chứ cũng không nghĩ tới trong đội ngũ cơ gia lại có trận đạo cao thủ đứng ở một bên nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mặt văn sơn cơ đức uy tuy cười lên tiếng Cơ gia chúng ta có hai vị trận pháp đại sư, nhưng thực lực thế nào thì ta không rõ lắm, nhưng nghĩ cũng sẽ không quá yếu đâu. Nói ra lời này, ánh mắt cơ đức uy liền nhìn về phía tầng trần và phó càng khôn nói tiếp, hai người các ngươi nhìn qua một chút, xem có chắc chắn phá được trận pháp này hay không. Tần Trần và Phó Càng Khôn nghe vậy thì đi lên nhìn kỹ đại trận một lát, sau đó cung kính nói, đại trưởng lão, nếu hai người chúng ta liên thủ, tương tự cũng có thể trong một ngày đem đại trận này phá vỡ, mạc văn sơn nghe vậy thì trong lòng cũng bán tính bán nghi nên lên tiếng hỏi lại xem hai người này có chắc chắn trong vòng một ngày có thể đem đại trận này phá vỡ hay không thế nhưng còn không đợi cho hai người từng trần lên tiếng thì ở một bên hồn thiên đại sư của mạc gia đã hừ lạnh một tiếng khí sắc trông khá khó coi bất mãn lên tiếng ta thấy tu vi của các hạ chỉ là võ đế sơ kỳ mà thôi còn trận pháp của thiên đế sơn thì vượt xa đẳng cấp của các hạ lão phu muốn hỏi xem một chút làm sao các hạ có thể trong một ngày đem trận pháp này phá vỡ được phải biết rằng trận pháp của thiên đế sơn đã tiếp cận cửu giai mà vừa rồi bản thân hắn bốc phét trong một ngày có thể đem trận pháp phá vỡ là do trên người hắn có một trận đạo bí bảo nếu không hắn đâu dám mạnh miệng như thế về phía tầng trần nhìn thấy biểu tình bất mãn của tên này thì quay sang nhìn phó càng khôn tươi cười nói trong một ngày đem trận pháp phá vỡ tại hạ đương nhiên là không làm được thế nhưng liên thủ với cơ khôn túc lão thì trong một ngày đem trận pháp này phá giải cũng không phải việc gì khó cả nghe được danh xưng xa lạ này trong lòng mạc văn sơn liền dâng lên nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía phó càng khôn Hiếp mắt hỏi, ngươi xác định trong vòng một ngày thời gian có thể đem trận pháp này phá vỡ. Phó Càng Khôn nghe vậy thì tràn đầy tự tin lên tiếng, nếu chỉ là lão phu cùng với cơ trần trưởng lão phá trận, thì trong vòng một ngày có thể đem trận pháp này phá vỡ, nhưng nếu cùng vị hồn thiên đại sư này liên thủ, thì căn bản không cần đến một ngày, chỉ nửa ngày là đủ rồi. Lời này vừa được nói ra, tức khắc làm đám võ giả mặt da hít vào một hơi lãnh khí, không ai ngờ tới, khẩu khí tên này còn lớn hơn cả tên khi trước nữa. Mà ở một bên, sắc mặt của hồn thiên đại sư cũng đã trở nên khó coi hơn rất nhiều, hắn vốn cho rằng khẩu khí của mình đã rất lớn rồi không nghĩ tới hai người này so với bản thân hắn lại còn lớn hơn nhìn ra bộ dáng không vừa lòng của hồn thiên đại sư và mạc văn sơn cơ đức huy quay sang nhìn phó càng khôn giả bộ quát lớn cơ khôn liền ngay cả hồn thiên đại sư còn chưa dám nói nửa ngày có thể phá vỡ được đại trận này người nên chú ý một chút mà phó càng khôn khi nghe đại trưởng lão nói vậy thì sắc mặt liền trở nên nghiêm trang lên tiếng đại trưởng lão điều này hoàn toàn có khả năng danh tiếng của hồn thiên đại sư lão phu sớm đã nghe nói chính là trận đạo đại sư nhất tuyệt của vũ vực tại phương diện tạo nghệ phải nói là siêu phàm tuyệt luân lão phu tin tưởng dưới chỉ đạo của hồn thiên đại sư ba người chúng ta hoàn toàn nắm chắc trong nửa ngày thời gian có thể đem trận pháp này phá vỡ nghe được mấy lời tâm bốc này sắc mặt của hồn thiên đại sư cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều thẳng nhiên lên tiếng nếu như hai vị đã tự tin như vậy thì trước hết nói ra một chút xem hộ sơn đại trận của thiên đế sơn là loại nào trận pháp cấp độ ra sao và cách phá giải như thế nào bản đại sư phải biết được thực lực của hai vị thì mới có thể đưa ra bố trí hợp lý được Hồn thiên đại sư vừa dứt lời mạc văn sơn và cơ đức uy đều đồng loạt quay đầu nhìn sang tầng trần và phó càng khôn hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra đây là hồn thiên đại sư đang khảo vấn hai người tầng trần về phía tầng trần hắn cũng biết rõ điều này nên liền tươi cười lên tiếng trả lời mà theo như lời hắn nói thì hộ sơn đại trận của thiên đế sơn là cửu long đế tuyệt trận đẳng cấp đã đạt đến cửu cấp hậu kỳ trận pháp đại trận này vừa là một cái khốn trận cũng vừa là một cái sát trận một khi tùy tiện tiến nhập sẽ bị vây bên trong trận pháp sau đó trong đại trận sẽ diễn hóa ra cửu long sát khí tiến hành công kích người bên trong càng đáng sợ hơn là trận pháp này sau khi giết xong cường giả tiến nhập thì có thể thôn phệ tu vi cùng lực lượng của người đó chuyển hóa thành năng lượng cho trận pháp mà uy lực của cửu long sát khí cũng theo đó mà tăng lên nghe xong mấy lời này hồn thiên đại sư tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía tầng trần lại thêm vài phần phức tạp cùng nghi vấn bởi vì những điều tầng trần vừa nói đều hoàn toàn chính xác mà quan trọng hơn là chỉ trong thời gian ngắn như thế mà người này lại có thể đem toàn bộ chỗ đặc thù của trận pháp hoàn toàn nói ra nội dung tập này đến đây là kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo